Chào các bạn nhé. Đây là một loại cây thuốc mà chuyên để dùng cho chữa các bệnh về thận. Như là trong các trường hợp như là nước tiểu đỏ này, đi tiểu ra máu rồi là nước tiểu ít, bí tiểu và một số loại bệnh khác nữa. Và khi sử dụng thì cũng cần phải có một số lưu ý về cây thuốc này. Còn những trường hợp nào mà không sử dụng được thì lát nữa mình sẽ nói rõ hơn nhé. Về nhận dạng thì cây này rất là dễ nhận dạng thôi Đây chính là cây cỏ lá tre mà có tên gọi là đạm trúc diệp Đặc điểm nhận dạng cực kỳ dễ các bạn nhé Vì lá của nó giống y như với lá tre Nhưng mà khi các bạn nhổ lên thấy không Củ của nó rất là nhiều củ Cây của nó thì thấp thôi Cao tầm 30 cho đến 50 cm thôi Cây không to đâu lá thì chỉ bằng độ hai ngón tay đổ lại thôi đây, hoa của nó lên ở ngọn luôn mọc dài ra thì đặc điểm dễ nhận ra nhất chính là thứ nhất là nhìn vào cây thì thấy nó lá giống với lá tre khi nhổ lên thì nó có củ màu trắng rất là nhiều củ củ nó nhỏ dài đặc điểm rất là dễ nhận dạng mọc ở trong các rừng già nơi mà ẩm mát ánh sáng vừa phải Cây này thì mọc ở nhiều nước trên thế giới, còn ở Việt Nam mình thì chủ yếu xuất hiện ở vùng đồi núi trong rừng già. Ở trong rừng già khi các bạn đi rừng thì các bạn để ý hai ven đường xem đôi khi sẽ xuất hiện cây này hoặc là ở những nơi mà ven rừng ấy. Còn bộ phận sử dụng ấy thì mình lấy toàn bộ cái cây này về, nhổ cả cây luôn. Cả phần rễ, củ, thân, lá đem về rửa sạch đi rồi là dùng tươi hoặc là sấy khô mà dùng, phơi khô mà dùng. Còn về tính vị thì cây cỏ lá tre này có vị ngọt, nhạt, tính hàn, vào kinh tâm và tiểu trường, có tác dụng là thanh nhiệt, trừ phiền nhiệt, lợi tiểu, tiêu viêm. Cỏ lá tre thì thường được dùng để chữa sốt, khát nước, tâm phiền, trẻ em sốt cao, co giật, viêm đường niệu đạo, đái ít nước tiểu đỏ, đái ra máu, viêm họng, đau miệng, sưng tuyến nước bọt. Ngày dùng là từ 10 cho đến 15 gram dưới dạng thuốc sắc. Để mà chữa sốt khát nước thì các bạn lấy cỏ lá tre 30 gram, sắn dây 15 gram, có thể dùng thêm bột thạch cao 12 gram, sắc uống, làm 3 lần trong ngày. Còn để chữa viêm miệng, phòng lợi, nước tiểu ít thì dùng cỏ lá tre 12 gram, sinh địa không đổ chín 20 g cam thảo 6 g sắc uống còn để mà chữa bí đái đái ra máu thì dùng cỏ lá tre dễ cỏ chanh mỗi vị là 15 g sắc uống để mà chữa viêm niệu đạo tiểu tiện đau buốt thì dùng cỏ lá tre 15 g thông thảo 5 g cam thảo không sao 3 g qua lâu căn 10 g hoàng bá 5 g Sắc uống làm 3 lần trong ngày Thực ra thì trong các bài thuốc mà dùng về thận Ví dụ như là chữa sỏi thận này Hoặc là những bài thuốc bổ thận ấy, Thì người ta đều sử dụng cây đạm trúc diệp này nhá Hay còn gọi là cỏ lá tre Còn thậm chí là trong các trường hợp như là bị phù do thận ấy, Thì người ta cũng sử dụng cả cây cỏ lá tre này Để mà cho nó rút nước nhanh nó có tác dụng lợi tiểu nữa mà để mà có hiệu quả tốt đấy thì tùy theo bệnh mà người ta phối hợp với từng loại thảo dược cụ thể để mà chữa từng bệnh cho nó hiệu quả và một lưu ý rất là quan trọng là phụ nữ có thai ấy thì không dùng cây này đâu nhá vì là thuốc dễ gây sẩy thai hoặc là đẻ non đối với các trường hợp bí tiểu thì cây cỏ lá tre này sử dụng rất là hiệu quả các bạn nhé Các bạn chỉ cần dùng cái cây cỏ lá tre này với rễ cỏ chanh thôi Đúng hai vị thôi các bạn nhé Cỏ lá tre với rễ cỏ chanh đúng hai vị này thôi Để mà chữa bí tiểu ấy đấy Các bạn dùng hai vị này mỗi vị 15 gram thôi Dùng để mà sắc uống cho hiệu quả rất là nhanh Kể cả là trong trường hợp tiểu ra máu các bạn cũng làm như vậy nhá, Rất là tốt các bạn nhé nhưng mà các bạn cần phải lưu ý riêng là đối với trường hợp phụ nữ có thai thì không dùng cái cây đạm trúc diệp này đâu nhé. Đây là một loại cây mà người ta sử dụng để chữa rụng tóc, các bệnh về thận, bàng quang rồi là đường tiết niệu. Về tên gọi thì cây Thạch Vĩ này có khá là nhiều tên gọi khác nhau. Như là Thạch Bì, Thạch Lan phi đao kiếm, kim tinh thảo. Cây này thì lá nó nhỏ thôi các bạn ạ. Còn nhỏ hơn cả ngón tay một tí và dài, dài tầm 5 cm đấy. Thì bề mặt lá của nó cũng nhẵn thôi và mọng nước, nhưng mà vào mùa khô thì nó khô nước đi nhìn lá của nó không được mọng cho lắm. Và nó bám vào các cái cây to thường các bạn thường thấy là ở trên các thân cây to cổ thụ ấy thì nó sẽ bám vào đấy và nó cứ thế mà lan theo các các cái thân cây đi thôi. Nếu so với ngày trước thì giờ cây này có ít hơn nhưng mà để mà tìm thì các bạn cứ đến những cái cây cổ thụ ấy, các bạn để ý sẽ thấy là cây này nó mọc bám vào các cây cổ thụ đi. Nó bám vào cái lớp vỏ đây này rồi nó lan ra khắp cây ấy mà. Như thông thường thì mình hay gặp ở trên cây mít các bạn nhé. Trên cây mít là mình hay gặp cái loại này. Về bộ phận dùng thì các bạn dùng toàn bộ cái cây thạch vĩ này luôn. Các bạn cứ lột cả cái dây lá thân rễ của nó đem về rửa sạch, phơi khô mà sử dụng thôi. Về tính vị thì theo các tài liệu cổ thì cây thạch vĩ này có vị đắng, hơi cay, tính hàn vào hai kinh là phế và bàng quang có tác dụng là thanh nhiệt, chỉ huyết, tiêu thũng, tán kết, lợi tiểu. Thông lâm thấp nhiệt Người ta thường sử dụng cây thạch vĩ này để mà làm thuốc lợi tiểu tiện, dùng trong các trường hợp là tiểu tiện da sỏi, tiểu tiện da máu, rồi là viêm niệu đạo, bàng quang, còn sử dụng để mà làm thuốc bổ. Thân dễ thì dùng để chữa bệnh than, ung nhọt, lở loét ngộ độc do lưu huỳnh với liều dùng là từ 6 cho đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc Còn bây giờ thì mình sẽ nói rõ hơn về các bài thuốc để các bạn dễ dàng áp dụng nhé Trước hết là đối với việc sử dụng để mà chữa bệnh dụng tóc Thì cách làm cũng đơn giản thôi các bạn ạ Các bạn à, dùng cái cây thạch vĩ này nấu với dầu để mà bôi vào những nơi tóc không mọc để mà chữa bệnh rụng tóc. Đấy là trường hợp để mà chữa bệnh rụng tóc nhé. Còn à, thứ hai là sử dụng để mà chữa viêm thận, phù thủng, tiểu buốt, sỏi đường tiết niệu. Cách làm như sau, các bạn dùng thạch vĩ 12g sắc uống các bạn chỉ cần riêng dùng riêng cái vị thạch vĩ này nhá, sắc uống hàng ngày với liều lượng của mỗi lần sắc uống là 12g các bạn nhé Các bạn cứ sắc uống hàng ngày như vậy sẽ có kết quả nhé Nếu như mà có điều kiện thì các bạn có thể thêm vào các vị như là hoạt thạch, sa tiền các vị với lượng bằng nhau. Như bình thường thì các bạn chỉ cần dùng riêng cái vị thạch vĩ này thôi để mà sắc uống hàng ngày. Đấy chính là trường hợp dùng để chữa viêm thận phù thũng, tiểu buốt, sỏi đường tiết niệu. Tiếp theo nhé, trường hợp thứ ba là dùng để chữa đại tiểu tiện ra máu. Cách làm cũng dễ thôi, để chữa đại tiểu tiện ra máu thì các bạn dùng thạch vĩ này phơi khô tán thành bột mịn. Mỗi lần là uống 8 gam với nước sắc của cành cây cà để mà làm thang. Như vậy là các bạn sử dụng thạch vĩ phơi khô này các bạn tán bột mịn nhé. Rồi các bạn lấy cành của cây cà ấy, các bạn sắc lên. Và khi uống thì các bạn cho cái bột mịn của cái cây thạch vĩ này với liều lượng là 8 gram cho vào cái nước sắc của cành cái cà đấy để mà uống. Đây chính là trường hợp để mà chữa đại tiểu tiện ra máu nhé. Tiếp theo đến trường hợp thứ tư là sử dụng để mà chữa rong huyết bạch đới. Thì cách làm cũng dễ thôi. Các bạn sử dụng cái cây thạch vĩ này tán nhỏ để mà uống. Mỗi lần là các bạn uống 12 gram Mỗi ngày các bạn uống 2 lần Đấy chỉ sử dụng riêng cái cây thạch vĩ này thôi Tán nhỏ ra mà uống nhá Với liều lượng 12 gram Mỗi ngày uống 2 lần Để mà chữa dòng huyết bạch đới Và tiếp theo trường hợp cuối cùng Trường hợp thứ 5 là sử dụng Để mà chữa phế nhiệt sinh ho Thì cách làm cũng dễ thôi các bạn sử dụng cây thạch vĩ này với hạt cao chỉ sử dụng đúng hai vị này thôi với lượng bằng nhau nhé tán bột và mỗi lần các bạn uống 8 gram đấy các bạn sử dụng thạch vĩ với hạt cau tán bột nhé hai loại này các bạn cứ cho đều nhau vào tán bột và mỗi lần các bạn uống 8 gram để mà chữa phế nhiệt sinh ho rất là đơn giản vậy thôi ngoài cái cây thạch vĩ này ra ấy, thì người ta còn sử dụng nhiều cây khác cùng họ với cây thạch vĩ này để mà chữa bệnh cùng với một công dụng với cây thạch vĩ này nhé